Hôm qua xuất 2 chiếc đi Nghệ An, hôm nay xuất 2 chiếc đi Gia Lai. Model 6225 này về chậm thôi. 6225 này mới về 8 chiếc ngày hôm vừa trước, thì nay còn được 3 chiếc nữa thôi nhá. Hello, xin chào 500 anh em nhá. Hôm nay lại là năm mấy cây. Sáng nay ngày 21 tháng 12. Đây. Bên mình có xuất hai máy Branson 6225 và một cái dàn giới KBR 198 cho khách ở Gia Lai nhá. Đây. SC81 sẽ chở hai máy luôn, hai máy một sợi. Bây giờ anh em kỹ thuật đang còn gắn dàn sợi vào để cho lên xe luôn. Công ty Goldmark sáng nay rất là trời tương đối là cùng ấm áp. Cái cắt đắng đâu, cái trục cắt đắng đâu? Xe rồi, mở xe rồi. Khoan nó bỏ vô. Rồi đây rồi. Đây, anh em đang còn gắn nè. Vâng. Máy này được giao về cho anh Sáng ở Chư Păng về Gia Lai. Đó, Chư Păng. Còn tiếng Pháp không? Một máy. Còn máy trong này, máy 6225 60 mã lực nha mọi người. Anh em nào mà chưa xem máy video trước của năm thì hiện nay năm cùng giới thiệu luôn. Máy này là có động cơ có turbo nhá, 60 mã lực có turbo nhá, nặng 1,7 tấn. Đây, cái này là về anh Sinh Chư Păng ở Gia Lai. Máy này hiện tại có giá là 390 triệu. Nếu mà trong tháng 12 này một sợi một máy nhá anh em. Mày giao Gia Lai, nâng lên, nâng hết cờ chưa? Ơi, giờ cái máy chạy lên cho nó, giờ sửa lên cái. Hôm qua xuất 2 chiếc đi Nghệ An, hôm nay xuất 2 chiếc đi Gia Lai. Model 6225 này về chậm thôi. 6225 này mới về 8 chiếc ngày hôm vừa trước, thì nay còn được 3 chiếc nữa thôi nhá. Những máy này là khách đã mua từ trước, đặt cọc từ trước, máy về là giao thôi, chứ không phải là máy về đã rồi mới mua. Đó. Ok anh em nha. Mọi thứ là sống nhanh em. Gọn gàng đấy nhá, gọn gàng ngăn nắp nhá. Thôi. Chào tất cả anh em nhá. Chúc anh em một ngày thứ ba thật là vui vẻ, công việc thuận lợi, may mắn. Người khỏe, máy khỏe. Nhớ xem kênh Năm Mấy Cây, nhớ đăng ký để xem được những cái video mới nhất của năm nhé. Rồi, chào mọi người nhá. Bye bye.